Hôm nay là 29 tháng 11 2019 thì bệnh nhân cũng gần lại một tí, có nhân chúng tôi quay lại thôi. Chứ mấy hôm nay thì có nhiều ca bệnh nhân nặng lắm. Thì tiến triển khá là tốt mà tôi thì không quay lại được. Quay lại nó có hai mục đích lớn. Thứ nhất là có thể theo dõi thêm là cái anh có làm có hiệu quả hay không. Nếu thực sự anh làm hiệu quả thì đâu, bệnh nhân được khỏi đâu thì tôi xem. Đây là minh chứng cho sự thành công. Mà bệnh nhân người ta bây giờ người ta đi đến nơi đến chốn đúng nơi thực tế, chứ không cứ nói khoác như đấy là không ăn thua. Bệnh nhân này thì bị đau dây số 5, thuộc dạng là đau mặt không điển hình. Bệnh nhân không có đau dữ dội như những người khác, nhưng mà triệu chứng của nó là khó chịu vô cùng luôn. Anh nói rõ xem là khi anh bị như thế nào, em bao nhiêu lâu rồi? Đầu năm đến giờ thầy, mà bây giờ là ra thầy là đến giờ là khỏi đau rồi. Đầu tiên anh bị nó đau như thế nào? Đau hai hàm răng. Bây giờ là cảm ơn thầy là chữa cho em hoàn toàn thôi rồi. Em cảm ơn thầy mấy chú bác sĩ. Anh nói rõ là cái cơn đau của nó thì cái thời đầu tiên nó đau như thế nào? Cái hồi đau đầu tiên là như kiểu gác bóc bỏ mai. Anh cứ lăn châm. Em tục mảnh để đánh răng ngày 2-3 lần cũng khỏi. Anh có e răng không? Anh của em thì không e lắm, nhưng mà lại khó chịu. Nó nhức nhói như kiểu cái lấy gì gây đâm xong không ổn á. Thế ngày xưa bị thì điều trị như thế nào? Em cũng đi khắp nơi rồi, tiêm này là uống các bệnh viện lớn cả rồi mà không được. Không được cái gì? Hôm em nằm buồn này, em coi trên vợ coi trên mạng á, vợ thì thấy thì gọi ra cho thầy. Thế là cái duyên cái gì đấy? Tại đây thích không? Thương lắm thầy. Đấy là thôi, thì chúc mừng anh nhé. Chúng ta cũng đừng có vui mừng quá, thì quên nhiều việc nhé. Đây nằm ở đây đi. Nay tôi nhờ cơ chỉ cho bệnh nhân này. Anh ở đâu? Nghệ An đấy. Em ở Yên Thành, Nghệ An. Yên Thành, Nghệ An. Thế là tốt rồi. Cố gắng lên nha. Nay nhớ người yêu quá thì về thôi. Rồi, ok. Tất nhiên thôi.